Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn biến thứ hai của ván cờ hỏa thiêu liên doanh hai tốt, tức là ván song binh liên doanh. Các chú thích từ nước thứ nhất đến nước thứ bảy này mà các bạn xem ở biến thứ nhất. Đến đây, đen không đi tướng 4 lùi 1 mà đi pháo 5 lùi 1. Diễn biến trận đấu sẽ đi theo một hướng khác. Tiếp theo, đỏ đối phó. Ở nước này, nếu đỏ không đi tượng 3 lùi 5 mà đi pháo 2 thoái 1, diễn biến có thể dẫn tới đỏ thua cờ. Ván cờ tiếp theo. Đỏ không thể đỡ được. Như ở nước này, nếu đen không đi mà lại đi tiếp theo, đen sẽ thua cờ. Còn như ở nước này, nếu đen không đi mà đi tiếp theo, đen phải rời tốt, tướng đỏ trồi lên, đen sẽ thua cờ. Ở hình cờ này, khi tượng đen 5 tiến 7, nếu đỏ không đi tượng 3 thoái 5 mà đi tượng 3 thoái 1, đen nổ pháo đánh tượng, đỏ không thể đỡ được, sẽ thua cờ. Do đó thứ tự nước đi ở chỗ này là quan trọng. Đỏ không thể pháo 2
lùi một chiếu tướng và cần phải đi tượng ba thoái nào màn tốt. Ván cờ tiếp theo. Khi pháo đỏ 2 lùi 1 chiếu tướng. Tướng đen không tiến 1 mà đi. Tiếp theo đỏ có 3 lựa chọn. Một là ván cờ tiếp theo. Đến đây đen có hai cách đi. Hoặc đỏ trường chóc tốt đen theo luật cỏ là hòa, hoặc đen không pháo 7 bình 9 mà đi. Tiếp theo có thể là hai bên bất biến sẽ hòa cờ. Còn nếu như đen định biến, đen có thể thua cờ vì không duy trì được tốt giữa. Hai là sau khi tướng đen nằm lùi một đỏ đi. Đỏ thua. Ba là ván cờ tiếp theo. Hai bên bất biến theo cờ cỏ là hòa, nhưng nếu đỏ định biến như tiếp theo đen đối phó. Đến đây đỏ có hai khả năng, một là ván cờ tiếp theo. Đỏ thua. Khả năng thứ hai của đỏ là đỏ cũng thua. Vì vậy ở tình thế này, đỏ trường chóc tốt đen là chóc tử cầu hòa theo luật cờ cỏ. Thực ra những ván cờ cỏ thì luật này vẫn được áp dụng, chứ một số ván nếu đoạn này không áp dụng thì sẽ thành cờ chết. Khi đỏ lùi pháo cho tướng, đen tướng 4 tiến 1. Ván cờ tiếp theo. Đến đây đen có hai lựa chọn. Một là tượng 5 tiến 7
Và hai là tượng năm, thoái ba. Chúng tôi xin trình bày với các bạn biến tượng năm tiến bảy. Ván cờ tiếp theo. Ở nước này, nếu bên đỏ không đi pháo 3 bình 7 mà đi tượng 1 tiến 3 hoàn nguyên với nước cũ, có thể dẫn tới thua cờ. Ván cờ tiếp theo. Còn như ở nước này nếu đỏ đi, đỏ không ăn được tốt 8 bình 7 cũng thua cờ. Do đó đỏ đi. Ván cờ tiếp theo. Ở nước này nếu đỏ không pháo 4 bình 7 mà đi. Ván cờ tiếp theo. Đỏ sẽ thua cờ. Do đó đỏ phải bình pháo sang 7 để giữ thế hòa, uy hiếp tốt đen 8 của đen. Tiếp theo. Hai bên bất biến sẽ hòa cờ. Như ở nước này, nếu đỏ không bình pháo chặn pháo của đen và đi. Tiếp theo có thể. Hai bên bất biến cũng sẽ thành hòa. Vì nếu đen mà cứ đi pháo luẩn quẩn tạo điều kiện cho tốt đỏ đi dần vào trong những nước chờ, đen có thể bại trận. Mời các bạn xem lại diễn biến của biến này.
chúc các bạn nghiên cứu ván cờ thành công.